Hoàng Dung xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS trên băng tần 57.6 ở miền Nam California và 16.8 ở miền Bắc California. Chương trình được phát sóng 5 ngày một tuần, từ thứ Hai cho đến thứ Sáu và lúc 5 giờ, 7 giờ và 10 giờ sáng. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe. Và để mở đầu cho phần tin tức của ngày hôm nay, Hoàng Dung xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin về Hoa Kỳ. Xả súng ở North Carolina, nghi can 15 tuổi đang nguy kịch. DNA xác định hung thủ đâm chết đôi vợ chồng cư dân Vermont 33 năm về trước. Cãi nhau với ông vô gia cư, chủ tiệm cà phê đã bị thương do súng của mình. Viện bảo tàng của Hoa Kỳ đã hoàn trả cho Nigeria các cổ vật bị đánh cắp từ thế kỷ thứ 19. Equifax đã sa thải nhân viên vì làm cùng lúc 2-3 công việc. 1 tỷ con đã biến mất, Alaska đã mất mùa cua. 3 cảnh sát viên ở thành phố Connecticut đã bị phục kích, 2 người thiệt mạng. Nghi can cướp 4 ngân hàng đã bị bắt tại nhà hàng ở Long Beach. Và sau đây Hoàng Dung xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Xả súng ở North Carolina, nghi can 15 tuổi đang nguy kịch. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ một thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc là đã xả súng gần đường mòn đi bộ Trail ở Raleigh, North Carolina, làm cho 5 người chết, gồm có 1 cảnh sát viên và 2 người bị thương, cũng gồm 1 cảnh sát viên, theo ABC News vào hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 10. Cảnh sát Raleigh cho biết, trong số những người thiệt mạng thì có ông Gabriel Torres, 29 tuổi, cảnh sát viên Raleigh, đang trên đường đi làm thì bị bắn chết, và bà Estella Patterson. 4 người thiệt mạng còn lại cũng được nhận diện từ 16 cho đến 52 tuổi. 2 người bị thương gồm có một ông 59 tuổi đang nguy kịch và ông Casey Joseph Clark, 33 tuổi, cảnh sát viên Raleigh, theo bà Patterson. Ông Clark được đưa đi bệnh viện để điều trị và đã được cho về. Cảnh sát cho biết, và kính thưa quý vị, cảnh sát không cho biết là các nạn nhân có liên hệ gì với nghi can này hay không. Quay sang một bản tin khác, thì DNA xác định hung thủ đâm chết đôi vợ chồng cư dân Vermont 33 năm về trước. Vết máu tìm thấy trong một chiếc xe hơi đã dẫn đến vụ bắt giữ hung thủ đã giết đôi vợ chồng cư dân Vermont cách nay 33 năm tại nhà riêng của nạn nhân. Nghi can tên là Michael Anthony Losey, 79 tuổi, đã bị bắt vào hôm thứ Năm tại Syracuse, New York vì đã giết ông George Peacock, 76 tuổi, và Catherine Peacock, 73 tuổi. Thi thể của hai nạn nhân được tìm thấy tại nhà riêng vào ngày 17 tháng 9 năm 1989. Khoảng 2 tuần lễ sau vụ án mạng, cảnh sát tình nghi con rể của gia đình là ông Luzi đã kết hôn với một người con gái của Peacock là thủ phạm của vụ án mạng nhưng không có bằng chứng. Mãi cho đến tháng 5 năm 2020, thì nhân viên điều tra đã tìm thấy sự trùng khớp DNA của vết máu thu thập trên chiếc xe hơi của ông Luzi hồi tháng 10 năm 1989. Mẫu máu này cũng đã từng xét nghiệm nhưng không dẫn đến kết quả xác định tung tích của kẻ giết người. Và cuối cùng thì nhờ sự tiến bộ của phương pháp phân tích DNA, cảnh sát đã mở hồ sơ vụ án bị xếp lại suốt 33 năm qua, dẫn đến vụ bắt nghi can Michael Anthony Luzi, nay đã 79 tuổi. Ông Luzi đang bị giam ở New York, trong khi chờ hoàn tất thủ tục dẫn độ đến Vermont. Vì cãi nhau với một ông vô gia cư, chủ tiệm cà phê đã bị thương do súng của chính mình. Chủ tiệm cà phê ở Encinitas, San Diego County đã bị thương do chính khẩu súng của ông ta rút ra trong lúc cãi nhau với ông vô gia cư phía sau tiệm vào sáng ngày thứ Năm ngày 13 tháng 10, theo tờ báo Times of San Diego đã cho biết như vậy. Sự việc này bắt đầu ngay trước 8 giờ sáng khi mà chủ tiệm Iron Smith Coffee Roaster trong khu 400 South Coast Highway 101 đã yêu cầu ông Chimar Tarafa, 31 tuổi, vô gia cư, ra khỏi tiệm này vì quậy phá. Sở cảnh sát San Diego County, gọi tắt là SDCSD, cũng đã cho biết như vậy. Sau đó thì hai bên đã cãi nhau trong con hẻm phía sau tiệm rồi đánh nhau. Trung úy Christopher Lawrence của SDCSD cũng đã cho biết như vậy. Và trong lúc đánh nhau thì ông chủ tiệm đã rút súng ra. Súng nổ một phát trong lúc hai bên đang giằng co.
ông chủ tiệm bị đạn sượt sau cổ và một người đứng gần đó đã bị mảnh đạn văng trúng chân, theo ông Lawrence. Sau vụ nổ súng đó thì ông Tarafa đã cầm khẩu súng tẩu thoát, còn ông chủ tiệm thì chạy đến đồn cứu hỏa gần đó để kêu cứu. Lính cứu hỏa đã tìm thấy nghi can Tarafa gần đó và tạm giữ ông ta để chờ cảnh sát tới. Và ông Lawrence cũng đã cho biết như vậy, thưa quý khán thính giả. Viện Bảo tàng của Hoa Kỳ đã hoàn trả cho Nigeria các cổ vật bị đánh cắp từ thế kỷ thứ 19. Thưa quý vị, tác phẩm điêu khắc một vị vua Tây Phi bằng đồng nằm trong bộ sưu tập của Viện Bảo tàng Rhode Island hơn 70 năm qua đã được trao lại cho chính phủ Nigeria vào hôm thứ Ba, một trong số 31 cổ vật quý. Bức tượng đồng Benin gồm chiếc đầu của vị vua còn được gọi là Oba, được trưng bày tại Viện Bảo tàng Trường Thiết kế Rhode Island đã được chuyển giao cho Viện Sưu tập Quốc gia Nigeria trong buổi lễ diễn ra tại Viện Smithsonian ở Washington, D.C. Giới chức thẩm quyền của Hoa Kỳ xác nhận, bức tượng đồng đã bị một nhóm người Anh quốc đánh cắp vào cuối thế kỷ thứ 19, cùng với 29 bức tượng khác mà Hội đồng Nhiếp chính của Viện Smithsonian hồi tháng 6 đã bỏ phiếu tán đồng việc trao lại cho chính phủ Nigeria. Bức tượng bằng đồng Benin được khắc họa từ thập niên năm 1700, đã trở thành vật sở hữu của Lucy Truman Orrit. Phòng trưng bày Kotler ở New York đã mua lại pho tượng trong một cuộc mua bán các cổ vật của Vương quốc Benin vào năm 1935. Việc trao trả cổ vật bị đánh cắp trong các cuộc chiến tranh thuộc địa nằm trong chiến dịch được tiến hành khắp thế giới hiện nay. Chika Okiki Agulu, giám đốc chương trình nghiên cứu Phi Châu tại trường đại học Princeton và các học giả châu Phi đã áp lực tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO để thu hồi các hiện vật châu Phi bị đánh cắp trong nhiều thế kỷ vừa qua. Các nhà sử học của nước Pháp đã ước tính, có khoảng 90% di sản văn hóa của Phi Châu đang bị giữ lại ở Âu Châu. Vào năm 2017, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã coi việc hoàn trả các cổ vật châu Phi là ưu tiên hàng đầu trong 5 năm tới. Và vẫn liên quan đến tình hình của Hoa Kỳ, thì Equifax đã sa thải nhân viên vì làm cùng lúc 2-3 công việc. Công ty báo cáo điểm tín dụng Equifax gần đây đã sa thải 24 nhân viên vì đã làm 2 công việc cùng một lúc. Thậm chí một số ít nhân viên còn thú nhận là họ làm đồng thời 3 công việc cùng một lúc. Tờ Business Insider vào hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 10 đã cho biết như vậy. Equifax đã sử dụng website The Work Number là sản phẩm của chính công ty để theo dõi và xác định những nhân viên mà họ nghi ngờ đang làm 2 công việc cùng một lúc. Work Number để chứa hồ sơ việc làm như là tiền lương hàng tuần và lịch sử làm việc của nhân viên tại 2.5 triệu công ty trên khắp nước Mỹ. Equifax đã xem xét kỹ lưỡng lịch sử làm việc và hồ sơ hoạt động của hơn 1.000 nhân viên và nhà thầu của mình, theo một nhân viên của Equifax cho Insider cũng đã cho biết như vậy. Và có 25 nhân viên được phỏng vấn để xác định xem liệu họ có đảm nhận công việc nào khác ngoài công việc tại Equifax hay không. Sau đó thì 24 nhân viên trong tổng số 25 người này đã bị công ty chấm dứt hợp đồng, thậm chí một số ít trong số đó có đến 3 công việc cùng một lúc. Như Insider đã đề cập, làm việc online dường như đã giúp nhiều nhân viên nhận được tiền lương nhiều gấp đôi, với hơn 2/3 số nhân viên làm việc từ xa được khảo sát vào năm 2021 cho biết là họ kiếm được tới mấy công việc online. Quay sang một bản tin khác, thì một tỷ con đã biến mất, Alaska đã mất mùa cua. Giới chức thẩm quyền tiểu bang Alaska đang mở cuộc điều tra nguyên nhân của sự biến mất một tỷ con của khiến cho tiểu bang bị mất mùa cua khi bước vào mùa đông. Ngành kỹ nghệ thủy sản Hoa Kỳ và Alaska bị ảnh hưởng trầm trọng vì tiểu bang lần đầu tiên bị mất mùa cua, ước tính khoảng 1 tỷ con cua đã biến mất, làm sụt giảm 90% sản lượng cua biển Bering. Gabriel Prout là cư dân đảo Kodiak, tiểu bang Alaska cho rằng đàn cua đã di chuyển qua biển Bering lên vùng biển phía Bắc vì nhiệt độ ở đó thấp hơn. Theo cơ quan theo dõi khí quyển và đại dương quốc gia, thì Alaska có nhiệt độ tăng cao nhanh nhất của Hoa Kỳ là mất đi hàng tỷ tấn băng mỗi năm, điều kiện cần thiết để giữ loài cua ở lại vùng biển của tiểu bang. Ông Prout đã kêu gọi chính phủ liên bang khẩn cấp thực hiện chương trình cứu trợ ngư dân bị mất mùa, giống như là các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bạo lụt. Ba cảnh sát viên của thành phố Connecticut bị phục kích, hai người đã thiệt mạng.
Thưa quý khán thính giả, có hai cảnh sát viên đã bị thiệt mạng và một cảnh sát viên đã bị thương sau khi dường như bị phục kích tại căn nhà ở Bristol, Connecticut. ABC News dẫn nguồn tin cảnh sát đã cho biết vào hôm thứ Năm, ngày 13 tháng 10. Vào tối thứ Tư, nhận được cú điện thoại 911 báo xảy ra bạo lực trong gia đình giữa hai anh em nhà đó. Nhưng cảnh sát viên này đã đến hiện trường thì một tay súng nã đạn, theo cảnh sát tiểu bang Connecticut. Sau đó thì tay súng này rõ ràng phục kích cảnh sát bằng súng trường, giống như kiểu AR-15, CSP cũng đã cho biết như thế. Dường như cú điện thoại 911 đó là giả để nhờ cảnh sát đến hiện trường. Nghi can tên là Nicholas Brutcher đã bị bắn chết tại chỗ. Em trai của nghi can cũng đã bị bắn và được đưa đến bệnh viện nhưng không rõ bị thương ra sao. CSP cũng đã cho biết. Hai cảnh sát viên thiệt mạng là ông Dustin DeMonte, 35 tuổi, và ông Alex Hamzy, 34 tuổi. Ông Brian Gout, cảnh sát trưởng Bristol, họp báo đã cho biết như thế. Cảnh sát viên bị thương là anh Alex Lurato, 26 tuổi, phải giải phẫu vết thương nặng do trúng đạn, rồi đã được đưa đến bệnh viện và đã cho về vào sáng thứ Năm. Nghi can cướp 4 ngân hàng đã bị bắt tại nhà ở Long Beach. Thưa quý vị, Sở Cảnh sát ở Los Angeles County đã công bố là đã bắt một nghi can cướp ngân hàng hàng loạt ở Long Beach vào hôm thứ Tư, ngày 12 tháng 10. Theo đài KTLA, thì các điều tra viên của Los Angeles County nghi ngờ nghi can tên là Devon Neal có liên quan đến 4 vụ cướp ngân hàng nằm gần nhau trong 2 tháng vừa qua. Trong mỗi vụ cướp, nghi can Neal đã đưa nhân viên ngân hàng một tờ giấy ghi rõ những thứ cần đưa. Các nhân chứng trong 4 vụ cướp mô tả một nghi can và chiếc xe như nhau. Thông cáo của Sở Cảnh sát Los Angeles County cho biết, nhân viên công lực xin được trắc tòa để đến lục soát nhà của nghi can Neal ở Long Beach vào sáng ngày thứ Tư, 12 tháng 10, và đã bắt giữ người đó mà không hề gặp nguy hiểm. Họ tịch thu được nhiều thứ là bằng chứng trong nhà của nghi can. Nghi can đang bị giam ở đồn Lakewood của Sở Cảnh sát Los Angeles County với tiền tại ngoại là 50.000 Mỹ Kim. Ông ta sẽ ra tòa vào ngày thứ Sáu, ngày 14 tháng 10, thưa quý vị. Và đó là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, Hoàng Dung sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin thế giới. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.